mày như là cái miệng lò. Mấy cái gì? Tao sợ đông dầm quá. Mày gì đó? Mà sao mày có liếm nữa? Liếm chuối. Em thích liếm chuối mà. Ai ăn chuối mà liếm? Ủa không được liếm hả? Không. Nhưng mà em được, em bị móm, em liếm chuối, em thích liếm chuối. Tao liếm lại coi. Em cái chuối nè, cái chuối đen nè. Chị thấy em có ngày qua kia rồi đó. Ủa? Ngày hôm nay nè. Mày gì đó, mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây. Chúc mừng anh trai. Dạ, tiến thẳng lên sân khấu dùng vì nhá. Rồi,
Thế thì một cái là thật lắm. Dòng lời ký hiệu 325 3 hợp lệ 20 thì điểm kia qua. Có 1 39 39 có 2 49 49 có 3 50 50 đọc giải. Dạ rồi, chúc mừng anh trai chào thân nhận quyền được viên nha. Rồi bạn nghĩ từ bây giờ dòng lời này. Dạ. Rồi bạn nghĩ từ bây giờ thì dòng lời này thì anh chị mình ơi, vẫn là 30.000 đồng cho mình tài lạc vé. Chúng ta sẽ nhận được một cái voucher trị giá 2.500.000 đồng. Và anh chị mình ai chưa có vé thì ngồi yên tại chỗ đi, yên tại chỗ nhất nhận tay dùng viên nha. Đó thì sẽ điều động nhân viên sẽ đến tận đây tại chỗ phục vụ dễ sẽ tất cả anh chị luôn ha. Và ngay từ bây giờ anh chị mình ơi, những cái tài lạc vé anh chị mình không đọc giả, anh chị mình lập ra làm bằng sao, điền đầy đủ thông tin, số điện thoại thì chúng ta sẽ được bỏ vào thùng thăm nha, để được bốc thăm ngay từ bây giờ nha anh chị mình ơi. Rồi anh chị mình ơi, ủng hộ nha, mang gọi là dùng viên nha anh chị mình ha, thương tình tham tham dự. Và ngay từ bây giờ mình điện sân khấu không lắng động, xin gửi tất cả mọi viên cùng hướng với sân khấu thưởng thức qua thứ 2 tiếng hát của người đẹp Trần Bích và người đẹp Lưu Mi. Và nói cho mình xin cho phép Trần Bích và Lưu Mi xin nhận những gì không lời có cho hôm nay là sức khỏe và chào trân trọng nhất cả. Và sau đây sẽ là ca khúc mình xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thì điểm kia qua đã có chưa mà nhãn chị mình khoan số bảy là vé để bên em kiểm tra phân và cầu trên trận cơ sở, chúng ta cùng nhau dò số tiếp. Dạ, dòng lời tiếp theo bốn đò xin phép phục vụ cho chị mình là 30.000 đồng. Kính mong kính mời chị mình tham gia tham dự dòng lời tiếp theo. Để những anh chị mình đoạt giải con số vừa rồi đứng lên sân khấu đến chào tài là vé của mình nha. Dạ, giờ một chị gái đang tiến xuống rồi ạ. Và bên dưới đang phục vụ cho lá vé tận nơi tận chỗ chỉ 30.000 đồng tấm lá vé, thì mọi người đồng hành cùng sự tân thời vòng loại này luôn nha. Dạ, mời chị lên sân khấu nha, để chào tài là vé của mình nha. Dạ, đầu tiên là chúc mừng chị. Dạ, mời chị lên sân khấu luôn. Trong loại 4922 hợp lệ. Số 9. Số 9 có 1, 14 có 2, 27 theo bảy vừa mới kêu có 3, 36 giờ có 4 ạ. Dạ, còn ai đọc giải trong loại vừa rồi không ạ? Dạ, bốn đầu trao đi phần quà thì mọi thắc mắc về sau mình sẽ không giải quyết nữa ha. Để chúc mừng chị mình có thể nhận gấu hoặc là nhận vô chờ. Dạ, chị vào bên trong để giúp em nha. Và tiếp theo vẫn là vòng loại 30.000 đồng, mong nhớ đồng hành cùng Sài Gòn Tân Thời vòng loại này luôn. Và các tiết mục ngày hôm nay của chủ đề ngôi nhà của bố Phương một lát nữa sẽ được gửi đến tất cả mọi người cho nên con để ủng hộ và cùng ngồi ở đây để xem tất cả các tiết mục của show ngày hôm nay luôn nha. Dạ đúng rồi, đêm nay là vừa có những các quyền nè, mình mới vừa xem xong. Đúng rồi, xíu nữa mình sẽ nghe hát. Đó, hát xong mình sẽ xem kịch. Quá trời đặc biệt đúng rồi.